Xin chào các bác. Cụ tí, ngày hôm nay là ngày bao nhiêu? Là ngày mùng 1 tháng 10. Là còn 21 ngày nữa là đến sinh nhật cụ tí 4 tuổi rồi. Sắp sinh nhật đấy tí ạ. Thì có gì ạ? Có thẻ. Thẻ à? Ngày đây, ngày có sàng sàng rồi nào. Đánh chấu sư tử. Ok. Đấy. Em nghe sẽ sáng rồi, hai bố con mình. Đây, 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 bố. Đấy, con đánh sáng sáng đi. Đánh sáng sáng đi để bố anh chống cho anh tí múa sư tử nhá. Nào. Gõ đi. Kê ghế mà đứng. Con gõ đi, gõ cái đấy đi. Em nghe con xe nha, bố đánh chấu nhá. Rồi. Em cứ đòi đánh, cho em đánh. Em đánh to vào nhá. Nghe cướp trống rồi. Thanh niên cướp trống. Tung 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 cắt tung 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 tung. Nghe cướp trống bố con ăn bố lấy trống to nhá. Cho em đánh trống bé, bố đánh trống to nhá. Được không? Tôi vào tôi lấy trống to lại. Hai bố con, nai của con trống bé. Đánh trống bé thôi. Ôi lại lấy trống bé ngồi không đánh trống to à? Tí múa đẹp phết ạ. Con leo lên ghế nào. Lần leo lên. Lần leo cột. Tao leo đây. Leo cột nào. Leo cột đi. Sáng sớm lần nó leo cột rồi đây. Con đội nó vào, đội vào nó lắc 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 đấy. Đấy vợ ấy. Kêu nhỉ. Hôm qua vừa mới sửa xong. Này kêu ác hơn này. Mũi này, cái mũi nó có hai cái quả chuông. Ngoái mông, ngoái mông. Lần ngoái mông đấy. Đây bố lấy trống bé bố đánh. Em đánh trống to buồn cười quá. Bố đánh con đánh sao? Mua đi bố đánh. Nhường em. Anh em không đánh nữa rồi kìa. Em lại ra đánh bây giờ bố đánh em lại ra đánh. Nên là thôi cứ mua đi. Bố đánh trống bé cũng được. Tùng cắt à? Em đánh tùng tùng cắt đi. Nè. Tùng tùng cắt không tùng nào? Tùng. Sáng thải ấy. Mồm ngậm mà. Đập 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 à? Ngoái đuôi con cúi xuống không ngoái 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 mua.
Nghe em gì đấy, gõ đi. Có mỗi con lần này người, ngày nào cũng nghịch nào. Đấy, lần bò à? À, con ơi, con lân đi từ trong đấy ra thôi nào. Đi từ trong trong chỗ cái bàn đấy ra, kiểu như trong rừng ra thôi nào. Đấy, từ trong đấy nhá, đi từ từ nhá, cúi thấp xuống nhá. Em lại đòi chống bé rồi. Bố lại đánh chống to. Đi, đánh chống đi. Em không múa lên đâu em nghe. Còn một cái rùi nữa đâu. Con đưa ra em một cái rùi. Kia kìa, cái rùi em vứt trong kia kìa. Em vào lấy đi. Tí em vào lấy nó cái dù kia ra nào. Đấy, trong trong gặp bà này. Đấy, mà em mới vứt cái dù kia. Một dùi ngắn, một dùi dài là gì? Trần đất luôn. Đúng rồi, cắt 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 cắt. Tùng 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 tùng. Ông nghe à? Có dùi dép à? Tôi bụng tâm. Chống to gõ đã nhỉ, chống đẹp phết chứ. Em nghe lại lấy lốt dép à, em nghe lại chuyên phá phá thúi này. Trên phá thúi này. Anh tí đang đánh trống một lần này em ra em phá. Em có dép rồi, em có mang dép này ra làm gì? Hả? Rõ hơn rồi đấy, đúng không? Phải có cả các căng nữa, có một thành trống nữa. Đó đánh trống đi, sang năm đánh trống nhá. Rồi em nghe. Ngày xưa con có một cái sống như này mà nó kiểu to như này. Thì thấp hơn nó không cao như thế này bố ạ. Ừ. Không cao như cái sống này. Cẩn thận gõ tay em. Đau ấy. Quay vì góc lại một tí, quay trống. Đấy, lại sinh hậu, lung tung hết rồi. Mắt thì cứ nhìn đi đâu ấy. Có trống à. Đấy, nhìn nó trống chứ con.
không nhịp nào ra nhịp nào. Quánh loạn lên luôn. Em nghe thôi, ngồi đấy, đi vào đây con. Bẩn đấy. Đi vào đây. Thôi à, không đánh nha. Thôi nhá, bố ra bố trông em nhá. Em vứt dép ở đây này. Con tôi phải đi trông em bé đó các bạn. Quay một lát vậy, giới thiệu các bác này, cô tí đánh trống. Trống to luôn. Trống lần ba tấc. Đánh tiếp đi con nhá. Đi trông em này.